Bảo Nguyên chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đường phố thông thoáng đón lượng người chơi lễ về lại thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Trị đưa thêm 10 hộ dân ra sinh sống ở đảo Cồn Cỏ. Lần đầu tiên Quốc hội lập đoàn giám sát BOT giao thông. Công tâm, mô hình tổ phụ nữ liên kết trồng cà phê xứ lạnh. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 1 là ngày nghỉ cuối cùng dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2017. Người dân từ các nơi đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau 3 ngày nghỉ. Khác hẳn với mọi năm, giao thông trên các tuyến đường khu vực cửa ngõ ra vào tại các bến xe tương đối thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Ghi nhận của phóng viên vào chiều cùng ngày. Ghi nhận tại các tuyến đường cửa ngõ phía đông thành phố như khu vực Hàng Xanh, xa lộ Hà Nội, Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, giao thông tại đây tương đối ổn định, lượng phương tiện đổ về không quá đông nên tình trạng ùn tắc không xảy ra. Phần do lượng người đi chơi xa không tăng quá cao, phần do nhiều người đã tranh thủ sắp xếp thời gian trở lại thành phố sớm để tránh tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm cuối ngày. Khu vực bến xe miền Đông ngày thường vốn đã kẹt xe trong giờ cao điểm, sau các kỳ nghỉ lễ do lượng phương tiện ra vào đón trả khách tăng đột biến nên càng ùn tắc dữ dội. Tuy nhiên, ghi nhận trong chiều ngày 2 tháng 1 cho thấy áp lực giao thông tại đây không quá cao. Còn tại các tuyến đường xung quanh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong chiều ngày 2 tháng 1, tình trạng giao thông cũng ổn định thông thoáng. Riêng khu vực cửa ngõ phía Tây do người dân đa số về quê bằng xe máy nên lượng xe máy từ các tỉnh miền Tây trở về thành phố gia tăng. Trong khi đó, cùng ngày, tại Hà Nội, rất đông phương tiện di chuyển về nội đô để trở lại làm việc. Ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 2 tháng 1, tại các cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ và nút giao thông Pháp Vân, lượng phương tiện đổ về rất đông, gây ùn ứ cục bộ, khiến lực lượng giao thông phải đưa ra nhiều phương án tránh ùn tắc kéo dài. 3 giờ chiều tại tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, rất nhiều phương tiện dồn về nội đô. Do lượng phương tiện đông cùng với việc trạm thu phí Đại Xuyên dừng hoạt động nên trạm thu phí Pháp Vân Cầu Giẽ các loại phương tiện phải xếp thành nhiều hàng để qua trạm nhưng vẫn bị ùn ứ trước cửa trạm soát vé. Để tránh ùn tắc, gần 100 nhân viên tại trạm thu phí làm việc hết công suất phân luồng mở thêm cửa soát vé. Từ 13 giờ ngày mùng 2 thì chúng tôi đã mở hết tất cả 12 cửa của trạm thu phí Pháp Vân và thêm 3 cửa ngược chiều. Các phương tiện thì cũng đang biến động theo xu hướng tăng và đỉnh điểm sẽ từ 13 giờ đến 20 giờ ngày mùng 2 và chúng tôi cũng đã lập các cái phương án phân làn ra quốc lộ 1 cụ thể qua trạm Thường Tín, qua trạm Vạn Điểm và có các lực lượng trực 24/24 để đảm bảo giải phóng và chống ùn tắc kết hợp với lực lượng chức năng cảnh sát giao thông của Hà Nội và C67 làm nhiệm vụ bảo đảm trên tuyến. Nút giao thông Pháp Vân điểm chính cửa ngõ phía nam của thủ đô bị ùn tắc cục bộ do việc điều chuyển luồng tuyến từ bến Mỹ Đình về bến nước ngầm kết hợp với lượng phương tiện đổ dồn ngày cuối dịp lễ Tết Dương lịch nên lượng phương tiện tăng đột biến. Để giảm áp lực giao thông nội đô, tránh ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã phân luồng từ xa, tránh xung đột giao thông tại các nút giao. Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 người, bị thương 54 người. Riêng ngày 2 tháng 1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 23 người. Tối ngày 2 tháng 1, nắp cống ngăn triều cán dù ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh bị hỏng bản lề bung ra khiến nước sông Vạm Thuận dâng lên, tràn vào nhà của nhiều hộ dân sống ở đây. Sự cố khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng một số tài sản có giá trị và phải thức trắng đêm tắt nước ra khỏi nhà. Theo ghi nhận tại phường Thạnh Xuân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 3 tháng 1, dù nước đã rút nhưng rất nhiều khu vực vẫn còn bị ngập nặng, về con đường nước vẫn còn dâng quá mắt cá chân, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Nhiều gia đình đã phải dùng máy bơm để bơm nước ra khỏi nhà, thậm chí có nhà còn phải thức trắng đêm để dùng xô chậu tắt nước. Một số hộ gia đình bị hư hỏng vì vật dụng có giá trị như tủ lạnh, máy giặt. Sự cố nước dâng còn gây ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân, nhiều khu chợ vẫn còn nước ngập nên ít người mua kẻ bán. Đặc biệt tại làng Cá Sấu Sài Gòn, dù đã vận dụng hết công suất của các máy bơm, nhưng đến sáng ngày 3 tháng 1, nước vẫn còn ngập sân trại, khách tham quan vắng vẻ điều hiu gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử nhiều lực lượng xuống giúp người dân di dời đồ đạc lên cao để khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, theo kế hoạch tổ chức di dời dân ra huyện đảo Cồn Cỏ được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành, sẽ có thêm 10 hộ dân chuyển ra sinh sống ở đảo Cồn Cỏ. Trong năm 2017 sẽ tuyển chọn 10 hộ dân để thực hiện di dân ra đảo Cồn Cỏ nhằm tăng cường lực lượng lao động cho đảo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. 10 hộ dân được tuyển chọn ra đảo Cồn Cỏ sinh sống và đảm bảo điều kiện là hộ gia đình trẻ từ 25 đến 40 tuổi, có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên tại các xã ven biển.
Các thành viên trong gia đình có nguyện vọng sinh sống lâu dài tại huyện đảo Cồn Cỏ được chính quyền địa phương đồng ý giới thiệu và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Chương trình ưu tiên lựa chọn các gia đình có ngành nghề, có kinh nghiệm, có phương tiện đánh bắt thủy sản. Các hộ gia đình di dân ra đảo sẽ được giao đất, được cấp một ngôi nhà có diện tích 42m², được tư vấn hỗ trợ xây dựng một số mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp và được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định. Ngày 2 tháng 1, tàu cách Đa quốc tịch Panama tải trọng gần 5 vạn tấn đã cập cảng Vũng Áng an toàn. Đây là một sự khởi đầu tích cực cho cảng biển nước sâu Vũng Áng nói chung và công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt Lào nói riêng để nắm bắt thị trường và đón đầu xu thế vận tải biển trong năm 2017. Công ty đã đầu tư mua sắm thiết bị xếp dỡ, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp. Ngoài ra, một tuyến container cũng đã được mở nhằm khai thác tối đa công suất của cảng, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác với khách hàng trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết lập đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh, chuyển giao gọi tắt là BOT. Phạm vi giám sát lần này là giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về triển khai đầu tư xây dựng và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT trên phạm vi cả nước trong giai đoạn từ năm 2011-2016. Mục đích của giám sát là rà soát, đánh giá hệ thống chính sách pháp luật về khuyến khích đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo mô hình BOT. Qua giám sát sẽ xác định trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương và cá nhân liên quan, đồng thời đề xuất kiến nghị về hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về khuyến khích đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT. Kiến nghị để hoàn thiện các hình thức đầu tư khác như hình thức hợp tác công tư PPP, xây dựng chuyển giao PT nếu có. Nghị quyết nêu rõ kết quả giám sát sẽ được báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8 năm 2017. Ngày 2 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt quả tang một vụ vận chuyển gần 13.000 bao thuốc lá nhập lậu. Lực lượng công an tiến hành kiểm tra ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 83A05352 đang đổ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 3, thành phố Sóc Trăng, phát hiện hai đối tượng Nguyễn Ngọc Phương và Trần Chí Nhân đang khuân vác thuốc lá từ trong xe ra ngoài. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 13.000 bao thuốc lá nhập lậu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Ngày 2 tháng 1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển thực phẩm lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh này. Theo người dân, vào đêm ngày 1 tháng 1, rạng sáng ngày 2 tháng 1, tại km 75 quốc lộ 3, tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên, trạm kiểm dịch nội địa phối hợp cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên phát hiện 3 xe tải chở nhiều cá thể lợn chết. 3 xe bị bắt mang biển số 36C10520 do lái xe Mai Văn An, sinh năm 1986 điều khiển, và xe 36C11224 do Phạm Văn Long, sinh năm 1983 điều khiển, và xe 49C02497 do Hoàng Thông ở Đà Lạt, Lâm Đồng cầm lái. Kiểm tra cả 3 xe có 390 cá thể lợn với tổng trọng lượng khoảng 39 tấn, trong đó có rất nhiều lợn chết đã bốc mùi hôi thối. Các lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ tất cả số lợn trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Với mong muốn giúp chị em thay đổi phương thức sản xuất để vươn lên thoát nghèo, chị Y Ró, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Măng Cành, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, luôn đi đầu trong việc vận động chị em trong xã tham gia tổ phụ nữ liên kết trồng cà phê xứ lạnh. Mô hình tổ phụ nữ liên kết trồng cà phê xứ lạnh thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn do chị em vốn chỉ quen lối canh tác, chọc, tỉa. Đến nay mô hình này đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Đến thời điểm này là được 3 thành viên rồi, là nói chung thì cũng một hộ là cũng đã tăng thêm một số diện tích, là có hộ thì 5 sào, có hộ hết, rồi như hộ bản thân tôi được tăng 2 hecta, là cũng nhìn chung không phải riêng các nhóm đó, là các hội dân khác thế trong nhóm đó làm được, làm tốt thì các hội dân khác họ cũng nói theo. Cây cà phê đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo trên vùng cao Con Plong, và nhờ mô hình tổ phụ nữ liên kết trồng cà phê xứ lạnh, vụ cà phê vừa rồi, năng suất giá trị kinh tế của vườn cây mỗi gia đình đã tăng lên đáng kể. Dạ, so với năm trước là mình không có tiền để làm nhà này, xây gỗ làm nhà. Năm nay nhờ trồng cà phê, trồng mì là được làm một cái nhà, và lại có một cái nhà ở và trang trải được việc gia đình. Đỡ. Thời gian tới, mô hình tổ phụ nữ trồng cà phê xứ lạnh sẽ còn tiếp tục được nhân rộng nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của bà con tại địa phương, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị, nhiều ngày gần đây, cả ngàn con cò trắng không biết từ đâu bay về các ruộng lúa trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đây là loại chim ít trú ngụ nơi đây, và chuyện chúng kéo đến đây sinh sống là chuyện lạ thường.
Các ruộng lúa chuẩn bị gieo xạ và mạ trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có nguồn thức ăn dồi dào như cua, ốc, cá tạp, nhất là loại ốc bu vàng, thức ăn chủ yếu của đàn cò. Do đàn cò trắng mới về đây nên rất chát chán người, khi có người đến gần, chúng thường bay đi xa. Cò trú ngụ trên các ruộng lúa gây thích thú cho người dân nơi đây vì chúng không gây hại, còn có ích giúp diệt các loại ốc, cua và nhiều người tranh thủ đến đây để chụp ảnh. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không đánh bắt trái phép và phát triển đa dạng sinh học cân bằng sinh thái. Thưa quý vị, xương rồng bà là loại cây không còn xa lạ với người dân các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, việc áp dụng xương rồng bà vào mục đích xử lý nước sinh hoạt vào mùa khô giúp hấp thụ các cặn bẩn trong nước là lần đầu tiên có tại Việt Nam. Bước đầu của hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao này sẽ góp phần giải quyết vấn đề nước sạch tại một số địa phương trên cả nước. Nghiên cứu bước đầu và sơ khai về loại vật liệu có tác dụng xử lý nguồn nước từ cây xương rồng bà là của bạn Nguyễn Thị Tiên, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Để có được chế phẩm bột xương rồng bà, loại bỏ cặn bẩn và độ đục của nước, các nhánh xương rồng bà tự nhiên được thu về sẽ được rửa sạch, phơi nắng trong 3 giờ rồi dùng dao cắt thành các miếng nhỏ, sau đó đem sấy ở nhiệt độ 80 độ C trong vòng 24 giờ và tiếp tục đem xay nhuyễn thành bột. Khi hòa tan bột xương rồng bà vào nước bẩn, bột khô xương rồng bà với cấu trúc bề mặt thô và độ xốp lớn cùng với cấu trúc nhiều lớp tăng diện tích bề mặt sẽ góp phần vào quá trình hấp thụ các chất bẩn, làm giảm độ đục, độ màu trong nước sinh hoạt. Khi mà mình bỏ vào cái liều lượng vừa phải thì đây là quá trình hấp thụ, sử dụng cái vật liệu để hấp thụ các cặn bẩn. Do là cấu trúc của nó là gồm cái nhiều lỗ hổng, nó có thể hấp thụ các ion hoặc phân tử vào đó để làm sạch cái nguồn nước. Trong tương lai, Nguyễn Thị Tiên sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát yếu tố nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình keo tu, tạo bông của bột xương rồng bà trong điều kiện thực tế, đồng thời nghiên cứu khả năng xử lý nước của bột khô xương rồng bà trên nhiều mẫu nước tự nhiên thuộc nhiều khu vực trên cả nước. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2017 sẽ triển khai đến 80 dự án xây dựng các công trình giao thông khắp thành phố với nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 39.000 tỷ đồng. Trong năm nay sẽ có 75 công trình chống kẹt xe được triển khai cấp bách ở các khu vực trọng điểm, có 6 dự án giảm ùn tắc giao thông ở sân bay Tân Sơn Nhất với tổng vốn đầu tư 1.380 tỷ đồng. Khu vực cảng Cát Lái có 14 dự án với tổng vốn đầu tư 4.995 tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nặng nề và kéo dài trên các tuyến đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ. Khu vực trung tâm cửa ngõ thành phố có 55 công trình có tổng vốn đầu tư 32.200 tỷ đồng. Trong đó, một số công trình đáng chú ý là xây dựng cầu vượt ngã 6 Gò Vấp, quận Gò Vấp, cầu Nguyễn Văn Cừ kết nối đường Võ Văn Kiệt, quận 5, quận 8, cầu Nguyễn Tri Phương kết nối đường Võ Văn Kiệt, quận 5, quận 8, cầu Nhị Thiên Đường 1, quận 8, hầm chui nút giao thông An Sương, quận 12, Hóc Môn. Ngoài ra, có 3 dự án phát triển giao thông đường thủy nhằm giảm tải cho đường bộ với tổng vốn đầu tư 281 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố cũng sẽ triển khai dự án xây cầu thay phà Cát Lái nối quận 2 thành phố Hồ Chí Minh với huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai và phà Bình Khánh nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ. Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2016 trên địa bàn thành phố xảy ra 3.712 vụ tai nạn giao thông và làm chết 703 người. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người dân sang đường không có vạch kẻ dành cho người đi bộ, sang đường khi chưa có tín hiệu. Theo tâm lý chung của nhiều người, tai nạn giao thông thường chỉ xảy ra khi điều khiển phương tiện giao thông. Tuy nhiên, trong lúc đi bộ cũng có thể xảy ra các trường hợp đáng tiếc. Chính vì thế, người dân cần ý thức hơn về việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 1, trên cầu Trà Bồng thuộc tuyến đường dốc Sở Dung Quốc thuộc xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ô tô và hai xe gắn máy làm hai người chết, một người bị thương. Ô tô chở gỗ dăm biển số 76C08149 chưa rõ người điều khiển chạy hướng từ dốc Sổi xuống cảng Trung Quốc. Trong lúc qua cầu Trà Bồng thì ô tô này hút vào hai xe máy biển số 76C13-6854, 76X8-1942. Đồng thời hút vào ô tô biển số 92C09787. Vụ tai nạn liên hoàn làm 3 người trên xe máy thương vong gồm Trần Quốc Vũ 33 tuổi và Bùi Vệ Việt 42 tuổi tử vong tại chỗ, riêng Huỳnh Thanh Liên bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an Bình Sơn đã kịp thời có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nói trên. Là người giúp việc cho gia đình bị hại đã 2 năm, thế nhưng vì nảy sinh lòng tham, một người giúp việc đã lấy trộm 4.000 đô la Mỹ của chủ nhà. Sự việc xảy ra tại Đà Nẵng và được cơ quan chức năng phát hiện, làm rõ vào khuya ngày 2 tháng 1.
Trước đó nhận được tin báo của bị hại về việc bị mất cắp 4.000 đô la Mỹ, công an phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng đã xác định được đối tượng gây án chính là người giúp việc trong gia đình, đối tượng Dương Thị Bé, 42 tuổi, trú tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bé khai nhận đã đột nhập vào phòng ngủ chủ nhà lấy cắp số tiền trên. Để tránh bị phát hiện, bé khéo léo đặt vào một sấp tiền đô la âm phủ. Số tiền trộm cắp được bé dùng để trả nợ, mua vàng và tiêu xài cá nhân. Vụ việc đang tiếp tục được chuyển cho công an quận Hải Châu tiến hành điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Đà Nha, xã Quốc Oai, huyện Đà Tẻ luôn được biết đến là một buôn nghèo với trên 270 hộ dân thuần người dân tộc Mạ và cuộc sống nhiều năm qua cứ quanh quẩn với cây điều. Nhưng từ cuối năm 2014 trở lại đây, chỉ vào đến đầu buôn Đà Nha, chúng ta đã nghe thấy một mùi hương ngọt ngào của chuối. Chuối xanh mướt hai bên con đường nhựa duy nhất trong buôn, thay thế cho những vườn điều già cỗi. Cây chuối được chọn cho dự án phát triển nông nghiệp bền vững tại thôn Đại Nha vì là loại cây dễ trồng, bông thu hoạch, thị trường tiêu thụ khá ổn định. Giống chuối ở đây thuộc loại chuối già Nam Mỹ vì ngọt thanh hơn giống chuối La Ba Lâm Đồng và chuối Đồng Nai nhưng lại có giá trị xuất khẩu cao hơn. Có thực hiện một số các khảo sát về chất lượng đất cũng như điều kiện khí hậu tại Đà Tẻ thì nhận thấy là nó phù hợp với giống chuối già Nam Mỹ. Thành ra mình đầu tư triển khai trên một diện tích lớn. Triển khai từ tháng 7 năm 2014, mô hình đã tập trung vào việc ươm giống cây con với năng suất 30.000 cây một năm và ai có nhu cầu đều có thể đến lấy cây giống về trồng. Đến nay, dự án đã trồng được 15 hectare chuối cho những hộ có đất. Mỗi nhà được đầu tư ít nhất 500 gốc chuối, có nhà trên cả kình gốc. Không chỉ vậy, dự án còn hỗ trợ phân bò lưới sắt về rào dọc theo các khu dân cư để ngăn trâu bò quậy phá. Một hồ chứa nước lớn với diện tích gần 1.600 m² đã tích nước tưới cho vườn khô. Tổng số tiền đầu tư đến đây đã gần 1 tỷ đồng. Thường một tháng sẽ có một cuộc gọi là cuộc hội thảo để tư vấn những người dân và áp dụng những khoa học kỹ thuật. Hiện nay, năng suất chuối luôn ở mức từ 50-60 tấn một hecta với giá mua hiện nay khoảng 4.200 đồng một ký. Mỗi hecta thu nhập hơn chừng 180 triệu đồng, trừ hết chi phí mỗi nhà có thu nhập hơn 50-60 triệu đồng một hecta. Bên cạnh đó, dự án phát triển nông nghiệp bền vững tại thôn Đà Gia đang ấp ủ cho một loài cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn là cây cam vàng không hạt Israel. Hy vọng trong thời gian không xa, chúng ta sẽ được thấy một thôn Đà Gia với diện mạo mới, với ngành nông nghiệp phát triển vượt bậc. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa ngày đầu năm 2017. Hàng ngàn du khách đổ về làng hoa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long để tham quan đầu năm. Năm 2017, tăng viện phí với người chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Đồng Nai, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ sản xuất tơ tằm.